Vâng, tin nhiều chào bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục chương trình video đây đây. Đấy, hôm nay hàng mới lại tiếp tục về này. Và rất nhiều những cái mã hàng mà các bác đang săn đón thì bữa trước đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Dây nguồn đỏ 6 mét này, bóng B2 nhá, bóng B2. Đấy, lại tiếp tục hàng về này. Bóng nhỏ B2 cắm USB đây nhá. Rồi hôm nay có cả rũa cưa này. Đấy, rũa cưa rất nhiều bác hỏi luôn thì đây. Hôm nay hàng vậy về nhá. Đó, rồi là tô vít V1. Hộp gioăng cao su 200 chi tiết. Đó, cũng rất nhiều bác săn cái mã luôn nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy thì đây, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Hàng đợt này thì về số lượng cũng có hạn đâu ạ, như lần trước đó, không có nhiều đâu. Nên là các bác tranh thủ mà bác nào mà chưa chốt được lần trước thì hôm nay chốt đơn nhanh luôn đi. Đấy thì xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là các bác mua hàng và đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác, rồi giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán luôn nhá. Em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi mã đầu tiên đi đây, rất nhiều bác săn đón cái mã luôn. Đó là cái mã dây nguồn đỏ 6 mét này. Đấy, hàng thanh lý của hàng của công ty nhá. Hàng này thường thường là người ta hay lắp vào những cái máy thiết bị của công ty này, nhưng mà nó là hàng thanh lý. Đấy, bên em mua lô được. Đấy thì hôm nay lại có ít được nhá, không nhiều đâu. Chỗ này chắc khoảng tầm 100 sợi, không có nhiều loại. Đấy thì bữa trước bữa nào bác nào rất săn đón cái mã này thì tranh thủ chốt đơn nhanh luôn đây. Nó sẽ gồm có là cái dây vào nó này. Đấy, nó có bấm cốt sẵn như này này. Và cái phích cắm nguồn đây này. Đấy, phích nguồn. Đấy, chân dẹt nhá. Hàng rất xịn sò, ok. Một sợi này dài sẽ được là 6 mét nhá, 6 mét. Đấy, nói chung là về các bác cắm vào những đấu những cái ổ điện để mình xài. Đấy, những thiết bị này, rồi là ví dụ như là những cái con máy, con móc, con thứ như mình. Đấy, cần một cái sợi dây dài thì các bác chuyển sang dùng cái dây này cũng ok luôn. Đấy. Nói chung là dây này chắc nó khá là to đấy, tải được chắc khoảng tầm 1.000-1.500 là thoải mái rồi. Đấy là ok, nói chung là mấy con máy cầm tay rồi là quạt quậy cái thứ ổ điện là các bác xài ok luôn. Đó thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây nguồn đỏ 6 mét nhá. Dây nguồn đỏ. Dây nguồn đỏ này, dây nguồn đỏ. Dài 6 mét nhá, em báo giá luôn. Em thanh lý xả kho luôn, chỉ có 30 ngàn thôi. À, thanh lý giá rẻ bác luôn, chỉ có 30 ngàn nhá. Chứ hàng này thì không có xả kho đâu, không có xả kho đâu vì số lượng rất ít mà cứ đến đâu là hết đến đấy luôn đấy. Đấy thì đây. Đấy, hôm nay về được khoảng tầm 100 sợi nhá. Nhanh tay chốt đơn nhanh luôn này. Dây nguồn đỏ dài 6 mét, 30 ngàn một sợi nhá. Đấy, có sẵn cả phích đi kèm luôn. Đó là 30 ngàn một sợi nhá. Đây, cái siêu phẩm bóng đèn B2. Hôm nay tiếp tục về nhá. Đấy, bóng đèn B2. Giá rất là hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, đây đợi chút để em báo giá luôn nhá. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng B2 này. Đấy, bóng B2. Bóng B2 này thì em báo giá luôn, các bác mua theo combo là 5 quả. 5 quả nhá. 5 quả bóng B2 thì sẽ có giá là 10k. Đấy, còn nếu các bác thì mua theo combo là một quả. Một quả sẽ có giá là 10.000. Đó, một quả là 10.000. À quên, xin lỗi bác, là một quả 5.000. Một quả là 5k, còn các bác lấy theo combo là 5 quả thì sẽ là 10k. Đấy, tùy nhu cầu. Đấy, nói chung là em bán cái bóng này thì các bác toàn lấy theo nó combo 5 quả một thôi, về dùng dần. Đó thì đây. Cứ 5 quả như này này. Đấy, 2 4 5 quả như này là xin các bác 10.000 nhá. Đấy, 5 quả này xin các bác 10.000. Về các bác có thể làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn chiếu sáng, rồi là chế cháo sử dụng nhiều thứ. Con này là nó rất là hay là nó dùng cái chân nguồn 5V nên là về các bác cắm đa năng. Đấy, các bác có rất nhiều những cái cổng này để các bác có thể cắm hoặc là mình sử dụng. Nói chung là nó dễ dàng, cái nguồn này nó dễ dàng kiếm được các bạn, dễ dàng cắm được. Đó, đi đây em cắm test bác coi nhá. Ở đây các bác có một cái ổ này, cắm vào. Đấy, ở đây có sẵn ổ đây, ví dụ như cái ổ này nó có sẵn cổng USB, cắm vào chưa sáng luôn nhá, sáng luôn. Đấy, các bác dùng làm bóng đèn ngủ này, bóng đèn chiếu sáng cũng rất ok. Đấy, cứ cắm vào là sáng, cứ cắm vào sáng, lúc nào không dùng thì mình rút ra, có thế thôi. Nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà rất là hay. Đó, cứ 5 quả một là 10.000 có nhá. 5 quả như này là 10.000. Đó, 5 quả bóng B2 là 10.000 nhau nhá. Còn là các bác lấy một quả thì sẽ có giá là 5.000. Đấy, lấy một quả như này là 5.000. Đấy, tùy nhu cầu, mình có thể mua theo combo 5 quả một có nhá. Còn các bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo một quả một được. Đấy. Ngoài ra thì đây, chắc là nhiều bác hỏi cái mã ổ lên đúng không? Thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái mã ổ điện Thái, ổ điện hàng của Thái nhá, ổ điện U3. Con này nó có sẵn cả cổng USB để về các bác có thể là cắm cái bóng này, hoặc là về các bác có thể là cắm cho sạc điện thoại, các bác có thể cắm vào cái ổ này cũng ok. Ngoài ra thì cái trên ổ này nó có những cái ổ cắm điện 220 bình thường. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác xài thôi. Đó thì lên mã giúp xem sẽ là cái ổ điện U3 này. Đấy, của Thái Lan thôi nhá, của Thái Lan, hàng của Thái Lan. Giá của nó em báo luôn, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, 50.000 một cái là về các bác dùng khá là nhiều việc đấy, vừa cắm được cả cổng USB
vừa có cả cắm được cả điện lưới 220, công tắc bật tắt đây rất ok luôn. Đó, 50 ngàn một cái nhá, 50 ngàn một cái. Còn bóng B2 là 5 quả 10 ngàn, lấy một quả là 5 ngàn thôi nhá. À, đây, tiếp tục lại về cái siêu phẩm, đó là cái rũa lưỡi cưa. À, thì cái này đi em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái rũa lưỡi cưa này là 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Mà về các bác dùng để chuyên để rũa lưỡi cưa nhá, 30k. Đấy, những cái lưỡi cưa, lưỡi kéo thì bây giờ về các bác rũa cho nó sắc lại. Thì các bác mua cho em cái rũa này về, cái dụng cụ này về. Đây nó có cả hai mặt luôn này. Đó, hai mặt luôn các nhá. Đấy, những cái sợi nhám để các bác có thể dùng các bác rũa, rũa cho nó sắc lại. Đó thì gọi là cái rũa cưa. Đó thì một cái này chỉ có 30.000 thôi. Con này thì cái phần chiều dài của cái phần đầu rũa này, nguyên cái thân rũa nhá là 20, 20. Đấy, đây này, 200 mm này, tức là 20. Còn cái cả cái phần tay cầm thì chắc nó rơi vào khoảng tầm 30 nhá. Nó khá là to, khá là dài để các bác có thể là thoải mái rũa đấy. Đó, chuyên để các bác rũa cưa, rũa kéo thứ rồi. Những cái đồ nghề dụng cụ của các bác dùng muốn rũa cho nó sắc lại thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, để mình rũa lại nhá, rũa cho nó sắc, cho nó bén lại nhá. À, 30.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để rũa cưa. Đấy, rũa cưa. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rũa cưa nhá. 30.000 một cái nhá. Đấy, 30k một cái. Rồi, mã hàng tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác cái siêu phẩm, đó là cái bộ hộp giòn cao su 200 chi tiết này. Đấy thì bữa trước cũng đang bán hết hàng. Hôm nay về toàn những cái mã mà đang bán hết hàng thôi. Thì các bác nào mà vẫn đang săn thì đây, tiếp tục lại về cái mã này đó. Nó hộp giòn cao su 200 chi tiết nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều kích thước khác nhau này, từ giòn nhỏ nhất của nó sẽ là 6 x 1.9 này cho đến 30 x 3.1 các nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều kích thước khác nhau. Đó, và giòn thì cực kỳ là đàn hồi luôn, co giãn thoải mái. Đấy, đàn hồi co giãn nhá, nó là dạng cao su cao cấp ấy, nên là dùng rất ok luôn. Về ví dụ như là những cái van nó bị xì hơi này, những cái van nó bị giò nước này, giò khí này. Đấy, những cái chỗ đấy mà các bác rất cần những cái giòn này để các bác cho vào. Bình thường là các bác mua thị trường thì không bao giờ có đâu ạ, vì người ta không bán đâu ạ. Những cái hàng này nó rất là hiếm, người ta không bán đâu. Đấy, chỉ có những cái về những cái lô hàng nó hiếm như này thì mới có này. Đấy, hàng nó có thành ý công ty, nó chỉ có bán ở nhà phân phối chứ cửa hàng ít khi có lắm. Thì đây đấy, thì các bác mua về để mình thi thoảng mình có bị giò gì cái thứ ra hoặc là hỏng những cái giò này thì mình thay thế vào, nó rất là hữu ích luôn. Mà hộp này là 200 chi tiết đó, thì em báo giá luôn nhá, giá này gần như là giá tốt nhất thị trường, tốt nhất Việt Nam luôn, không ai bán giá luôn đó, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp giòn cao su đấy, hộp giòn cao su 200 chi tiết nhá. Đấy, 200 cái giòn đó, giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá, chỉ có 40.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn nhá, siêu hạt rẻ luôn. 40k một cái hộp giòn cao su 200 cái giòn nha, 200 cái giòn, tất cả các loại kích thước khác nhau. Đấy, rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá, là 40.000 hộp nha. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, con này ứng dụng cho nhiều việc mà dùng hay lắm. Đây có gì này. Đây nha anh em, loại giòn được anh em săn đón rất nhiều ngày qua đây. Một hộp như này có 200 giòn với 15 kích thước khác nhau. Em đảm bảo nhà anh em bị dò dỉ nước đi mua giòn ở ngoài họ không bán đâu. Vì nếu mà họ bán cái giòn này thì làm sao mà bán được vòi nước nữa. Mà với cái hộp như này dùng bao giờ mới hết, vòi nào chẳng vừa. Nhiều nhưng em đảm bảo đủ hàng cho anh em, thiếu một cái thôi cứ tìm em mà bắt đền. Đây nha anh em. Đấy, những cái chỗ vòi nước, vòi khí, vòi hơi. Đấy, nó bị dò dỉ hơi hoặc là nó dò nước thứ ra thì các bác mua cái này về để các bác thay thế vào, rất tiện dụng mà rất là hay luôn nhá. Nói chung là rất là phù hợp cho các bác sử dụng. Đó, một hộp 200 chi tiết chỉ có 40.000 nha, hộp giòn cao su. Đấy, số lượng ngoại hạn nha, về có đúng một thùng thôi các bạn, không nhiều đâu. Các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn này. Đó, bác nào bữa trước mà chưa chốt được hôm nay chốt đơn luôn đi các bác nhá. Đấy, chốt đơn luôn đi, không là lại hết đấy, không là lại hết hàng rồi. Đến lúc là cứ hỏi bên em là bảo là không còn hàng nữa này, em chịu luôn vì không có hàng đâu các bạn. Hàng nó những cái mã này nhiều khi rất là hiếm luôn đấy, bên em săn mãi mới có các bạn nhá. Đó. Rồi, một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này, các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt, thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn.
Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi này nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim như này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó, thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm các là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, đấy thấy không? Luôn. Công cái ra luôn. Được cả gạch 1 mét luôn các bác. Đấy, thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy, thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây vít V1 này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây vít V1 nhá. Cây này thì giá bình dân thôi. Bên em đang gửi bác giá của nó xem, một cái cây này là 10.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây vít này. Đấy, cây vít mã sẽ là V1 nhá. V1 đó, 10.000 một cây. Đấy, về bán gọi là bán lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, bán chiên cho bác thôi nhá. Thực ra cái cây này 10.000 thì không có đồng tí đồng công đâu ạ. Đây. Một cái cây vít này rất là hay, rất đa năng luôn. Là nó sẽ có hai đầu nha. Đấy, rất hay các bác nhá. Một đầu dẹt và một đầu cộng để các bác xoáy nhá. Và nó rất là nhỏ gọn. Đấy, nó khoảng tầm hai ngón tay em thôi này. Đấy, rất nhỏ gọn nhá, khoảng tầm hai ngón tay. Để các bác có thể xoáy đa năng, xoáy nhiều thứ mà mang đi mang lại nó rất là tiện. Gọn nhá. Đấy, nói chung là các bác nào thích cái sự nhỏ gọn mà tiện lợi mà nó lại sử dụng được trong nhiều việc. Đấy, thì các bác mua cho em một cây này về mà giá nó bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Về mình xoáy được nhiều thứ, nhiều việc rất hay. Đó, 10.000 một cây nhá, 10.000 một cây. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây vít V1 nhá. Mã của nó sẽ là V1 đây. 10k một cái cây vít V1 này. 10.000 một cây nhá, hai đầu luôn. Đấy, xịn là cá là nó có cả hai đầu luôn này. Các bác xoáy đầu nào các bác chuyển sang đầu đấy nhá. Rất tiện dụng và rất là hay luôn. 10k một cây vít V1 nha. Tiếp theo thì ở đây lên nhanh luôn bác, đó là cái lô fix dẹt bên em hàng vừa tiếp tục về xong này. Đó, lên mã em sẽ là cái fix dẹt nhá. Cái chân dẹt này thì chuyên dùng cho các bác cắm những cái ổ điện Nhật. Đó, chuyên dùng cho các bác cắm những ổ điện Nhật nhá. Hàng này thì hàng nhà em sẽ là hàng fix dẹt chân đồng luôn. Chân và chân thì rất là dày. Đấy, chân đồng cực kỳ dày. Hàng rất là chắc chắn nhá. Hàng này thì fix của nó sẽ là chống va đập, chống cháy, chống vỡ, dùng rất là yên tâm. Đó, con này chịu tải cũng công suất cũng khá là lớn đấy. Đó, về các bác xài sử dụng nhá, chuyên dùng để các bác cắm ổ điện Nhật. Hoặc là các bác có thể dùng cắm ổ điện Việt Nam được. Các bác dùng những con chân dẹt này thì ưu điểm của nó là không lo nó bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những con chân tròn đấy. Cắm cái ổ Việt Nam là rất hay bị tèo ổ ra, mà tèo ổ lâu lâu là các bác lại phải bỏ ổ đi thay ổ khác vào. Mà cắm sau này rất là lỏng, lỏng rất là nhanh. Nhưng mà các bác cắm cái con chân dẹt này là cái ổ nó giữ được lâu, nó không bị tèo. Đấy. Mà giá nó bình dân thôi. Rồi, lên mã giúp em sẽ là cái fix cắm chân dẹt này. Bên em đang gửi bác một cái fix cắm chân dẹt này là 10.000 đúng không nhá. 10k một cái fix cắm chân dẹt này, chỉ có 10.000 một cái thôi, giá rất là rẻ bình dân. Móc khóa titan thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan. Cái này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan nha. Chỉ có 10.000 một cái thôi mà tiện dụng và hữu ích và rất là hay. Đấy, đây. Bình thường là các bác để mở ra như này thì nó sẽ thành một chiếc móc khóa này. Đấy, móc khóa để các bác có thể móc đồ, móc chìa khóa, móc đồ nào các thứ cho mình. Còn nếu mà các bác muốn khóa vào thì đây. Đấy, các bác siết trên cái vòng đai này thì nó sẽ khóa cứng ngắc luôn. Đấy, chắc hư luôn nhá. Rất là hay, nó thiết kế rất là thông minh. Cái này là hàng của công ty chuyên sản xuất cho anh em đi du lịch thám hiểm, cắm trại, leo núi này. Đấy, người ta hay dùng những cái móc khóa này là các bác biết rồi. Chất liệu nó là bằng titan nhá. Siêu cứng, siêu nhẹ. Đấy, siêu nhẹ và siêu bền.
Đó, bằng titan này dùng rất là ok. Đó thì chỉ có 10.000 thôi, về dùng được khá là nhiều việc luôn. Mà hay của nó là nó có cái chế độ khóa này thì các bác yên tâm, không lo nó bị bong rơi những cái đồ đạc các thứ, là các bác treo vào bằng móc vào cái móc này nhá. Đấy, rất ok luôn, 10.000 một cái đó nhá. Mũ với thắt lưng dù thì đây bên em vẫn sẵn hàng để các bác nhé, em báo giá luôn. Mũ thì cũng là 60, thắt lưng cũng là 60, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di hoặc là thắt lưng dàn di đều được. Đó, giá của nó sẽ là đi đồng giá với em đang gửi bác là 60.000 một cái. Đấy, đồng giá cứ 60.000. Đó, 60k một cái này. Thắt lưng cũng 60 này, thắt lưng dàn di nhá, thắt lưng dù côn độ 60.000, mặt rất đẹp. Hàng của US Mỹ này. Đấy. Và mũ cũng thế nhá, mũ dàn di form dáng rất đẹp luôn. USA nhá. Đấy, mũ dàn di cũng 60.000 luôn. Thì các bác có nhu cầu vào việc cái này em quay nhiều nó quay nhanh quá thôi. Mũ 60, thắt lưng 60 các bác nhá. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là cái lô kéo gà của Đức này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ được cái cây kéo gà Đức nhá. Hàng của thương hiệu Willing này, made in Germany. Con này thì về các bác có thể cắt gà, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nghe tiếng kéo này, rất chắc chắn luôn. Đó. Ở đây có cả phần răng cưa để các bác có thể đánh về cá. Đấy, còn về các bác sử dụng cắt gà, vịt, thịt xương, cắt rau củ quả dùng nhà bếp là ok. Con này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ được cái cây kéo gà Đức các bác nhá. Kéo gà Đức này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ lấy đi 90k một cây. 90.000 một cây kéo gà Đức này, rất chắc chắn và chất lượng luôn. 90.000 một cây nhá. Rồi một cái mã hàng cũng rất là hay mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục lại về này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 12V nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 12V nhá. Đấy, cái rắc nguồn này thì nó rất là hay là nó chuyển điện từ điện 5V. Đấy, đây là cái chân USB. Về các bác có những cái cổng sạc điện thoại nhá, các bác cắm vào cho em. Đấy, và khi mà các bác ghim vào thì cái nguồn điện ra của nó sẽ là nguồn 12V coi nhá. Đấy, nó đẩy ra là nguồn 12V. Bữa trước em đã đo đấy coi nhá. Đã đo đấy thì các bác nào xem video trước là biết. Đó, em đo trực tiếp ở cái đầu luôn. Thì nó sẽ ra điện áp là 12V. 12V thì bác có thể sử dụng được rất là nhiều. Hay ví dụ như là cắm vào cục wifi, cắm vào những thiết bị camera này rồi là các thứ giờ. Đấy, về nhiều khi là các bác hỏng những cái adapter thì mình có thể mua cái dây này về, mình cắm vào luôn. Hoặc là trong những trường hợp mất điện. Đó, mất điện mà các bác muốn dùng wifi nhá. Thì cái đầu này các bác cắm cho em vào cái cục sạc dự phòng và cái đầu này còn lại các bác cắm vào cái cục nguồn wifi. Wifi bây giờ là hầu như nó dùng cái nguồn 12V này này. Đấy, nên là ví dụ mất điện là các bác vẫn có wifi để dùng nhá. Đấy, mất điện vẫn có wifi để dùng, hoặc là cắm vào camera mà mất điện vẫn có cho cấp nguồn cho camera để camera hoạt động nhá. Đấy, nói chung là nó dùng được sử dụng rất nhiều thứ. Hoặc là các bác muốn một cái nguồn 12V để các bác có thể sử dụng chế cháo chạy những cái con quạt con motor rồi thì các bác mua cho em cái này về. Bình thường là các bác phải mua những cái cục adapter nó rất là to cồng kềnh thì mua cho em cái dây này về, nhỏ gọn tiện lợi mà giá bình dân thôi. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn. Đấy, cái rắc nguồn chuyển từ 5V. Đấy, 5V chuyển lên 12V. Đấy, nó đẩy lên cho em là 12V luôn. Giá của nó thì hạt rẻ thôi, 20.000 dây nhá, chỉ có 20.000 dây thôi. Đấy, hàng đặt này về số lượng hạn các bác nhá, không có nhiều đâu. Thì các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn này. Đấy, chuyển từ 5V. Output nó sẽ đẩy lên ra là 12V. Output sẽ là đường ra nhá. Output nghĩa là cái đầu ra của nó sẽ là DC 12V nhá. Tức là DC tức là điện một chiều đấy. Đó, output ra DC 12V. Còn là input vào của nó sẽ là nguồn 5V. Về cứ có cổng USB cắm vào cho. Sau đó là nó sẽ đẩy lên cho các bác 12V. Rất là xịn luôn. Đó, chắc chắn, dây rất là dày chắc chắn nhá. 20.000 một dây. Rắc nguồn 5V chuyển qua 12V, 20.000 một dây nhá. Rồi tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái này là cái hộp đốt hương, hộp đốt hương muỗi nhá. Đấy, về nhà các bác là hay có hương muỗi hay miếc các thứ này. Đấy, là bình thường là các bác đốt ấy là các bác cứ hay để những cái chỗ đường đi đối lại rồi. Đấy, chẳng may là nó có đá vào. Đấy, thứ nhất là gây bỏng, gây cháy nổ rất nguy hiểm nhá. Mà thứ hai là nhà nhiều trẻ con gây bỏng biết các thứ rất nhiều. Rồi ví dụ như là các bác đốt xong cái tàn nó rơi ra nó rất là bẩn, rất là bụi thì các bác mua trong cái hộp này về. Đấy thì khi mà mua về thì các bác lấy cái này ra này. Đấy, để ngửa lên nhai. Ở đây là những cái phần gai và các bác đốt cái vòng hương các bác để trực tiếp vào cho em. Và các bác lấy cái nắp này đậy nó vào. Đấy, lấy cái nắp này đậy nó vào, rất là gọn gàng đẹp. Đấy, rất là gọn gàng và rất là đẹp luôn nhá, rất gọn gàng và rất là đẹp luôn. Đó, khi mà đậy vào nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn này. Không ai nghĩ cái này nó là cái bát để hương muỗi đâu các bạn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ đốt hương muỗi nhá. Đấy, cái khay để các bác đốt hương muỗi này. Đấy, cái khay để các bác đốt hương muỗi nhá. Đốt hương muỗi giá của nó sẽ là đi 30.000 cho một cái khay nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 về các bác sử dụng lâu dài. Nhà đặc biệt là các bác nào hay đốt hương muỗi, chỉ việc đốt một vòng hương, quanh hương vào đây, thả vào đây, đậy cái nắp vào cái. Ở đây nó có những cái lỗ là khói hương nó vẫn cứ bốc lên bình thường và
không lo bị cháy nổ, không lo bị rơi tàn, không lo bị va chạm vào các nhá. Đấy, rất là ok luôn. 30.000 một cái này nhá. Khay đốt hương mũi nhá, 30.000 một cái. Dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu bên em vẫn còn hàng để gửi bác này. Thì em báo giá luôn, một cái dây sạc ba đầu này hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. 40k nhá, 40.000 một cái dây sạc ba đầu nha. Đấy, chỉ có 40.000 thôi. Mà các bác mua về cái con này các bác sạc được rất nhiều các loại máy khác nhau. Đấy, các máy đời cũ đời mới đã sạc được hết luôn. Đấy, ví dụ như là các máy Samsung này, Motorola này, LG này, Oppo này, iPhone này, tất cả các loại máy luôn nhá. Đấy, tất cả các loại máy luôn. Thì cái đầu nguồn vào của nó sẽ là cái đầu nguồn USB. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại hoặc là những cái cổng USB các bác cắm vào cho em. Đấy. Đó, và cái nguồn ra của nó này, nguồn ra của nó sẽ là ba chân nhá, một chân Type-C đời mới các nhá, Type-C đời mới này. Và một cái chân thứ hai là cái chân Lightning, chân này các bác chuyên cắm cho iPhone nhá. Và một cái chân nữa đó là cái chân Samsung đời cũ hay còn gọi là chân micro USB. Đấy, thì các bác hay cắm những cái thiết bị mà Samsung đời cũ, những cái con máy đời cũ thì các bác có thể dùng cái chân này cho. Đấy, và thiết kế rất chắc chắn này, bọc silicone chống gập chống gãy nhá. Về các bác xài rất là bền bỉ ok luôn. Đó thì một cái sợi dây này hiện tại em đang gửi bác sẽ là 40.000. Dây nó khá là dài đấy, dây phải hơn 1 mét nữa nhá. Dây khá là dài hơn 1 mét luôn. Đó, rất dài và cũng rất là ok, chắc chắn. Nói chung là mua một dây này thì các bác dùng thì siêu bền rồi. Cầm một cái chiếc dây nó chắc chắn, nặng trịch luôn. 40.000 một dây nữa nhá. Dây sạc cam ba đầu, dây sạc cam ba đầu, 40.000 một dây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác máy hàng đó là cái lọ thúc kiến này. Đấy, thì bên em sẽ bán nó combo là 3 lọ một. Đấy, 3 lọ thúc kiến nhà thì sẽ có giá là cho bác là đi 20.000 cho 3 lọ nhá, 20k. Đấy, 20k cho 3 lọ thúc kiến nhá. Nhiều bác hỏi là thúc kiến này là có hại không hay như nào không, thì nói luôn các bác là nó là dòng thúc kiến sinh học nhá, rất là an toàn đối với con người này, động vật, súc vật các thứ này. Đấy, các thứ nhá. Đó, nói chung là cho những cái chó mèo thứ là nó ăn thoải mái, không lo nó bị vấn đề đâu ạ, vì nó là dòng thuốc sinh học nhá. Đấy, chế phẩm diệt kiến dán sinh học này. Đó, nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc là nơi trú ẩn của kiến dán này. Đấy, sau khi kiến dán ăn mồi từ 2 đến 5 ngày sẽ chết nhá. Cái dung dịch này rất là hay, là anh em cũng đã dùng thực tế rồi, là khi mà các bác giỏ thì cái con mà nó ăn đấy là nó sẽ không chết ngay đâu, mà nó sẽ công cái mồi về chuồng của bác, và khi mà những cái con khác nó ăn cùng cái con đấy thì nó sẽ chết một loạt luôn, và nó sẽ chết là chết cả tổ luôn nhá. Đấy, nó chết là chết cả tổ luôn, và nó diệt là diệt cả tổ luôn, và nó rất là hiếm khi mà có kiến quay trở lại nhá. Nó diệt là nó diệt tất luôn, diệt tận gốc luôn. Đấy, nên các yên tâm là về là các bác diệt tận gốc luôn, không lo nó quay trở lại hay như nào đâu nhá. Đấy, nó rất là an toàn mà rất là nhạy luôn, nhạy lắm, cái này dùng thích lắm. Cái này thì em đang xài mà dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, thì combo 3 lọ thúc kiến nhá các nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là combo 3 lọ thúc kiến nhá. Với mức giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ thúc kiến, dùng cực kỳ là nhạy luôn nhá. Đấy, không nhạy các bác không lấy tiền các bác luôn. Thì em đang dùng thực tế sản phẩm này mà, dùng thích lắm. Đấy, nhỏ 4-5 giọt vào cái chỗ đường đi đối lại hoặc là hang ổ của nó, khi mà nó ăn xong nó về là mà những cái con xung quanh nó ăn vào nữa là chết cả tổ luôn nhá, chết la liệt luôn đấy. Đó, 20.000 cho 3 lọ thúc kiến nha, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó là cái giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại này, con này chắc chắn chất lượng lắm. Về các bác dùng để mình để điện thoại lên, các bác xem YouTube, xem điện thoại các thứ này rất tiện dụng luôn. Đó, và cái con này rất là hay là nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, quay tròn mình để trên bàn làm việc, bàn ăn. Đó, mình để điện thoại lên, đó có thể là để đứng hoặc là để nằm ra đều được nhá. Có thể điều chỉnh cao lên này, thấp xuống này. Đấy, nói chung là nó vừa vừa, nhỏ nhỏ, gọn gọn ạ, dễ sử dụng và rất là hay. Đây, để cho bác coi luôn. Con này thì tiện lắm, nói chung là nó khá là tiện. Đây, đó các bác có thể để ngang, để đứng này, để ngang này, để đứng lên này. Đó, để đứng lên quá ok luôn nhá. Và con này rất là hay là ở cái phần khe thiết kế, là khi mà các bác để điện thoại, các bác muốn cắm sạc là vẫn nó có chỗ để chống ra, để các bác có thể là vừa để điện thoại đây và các bác vừa cắm được sạc nhá, rất tiện dụng luôn. Có thể cho cao lên, cho thấp xuống. Chân đế bằng kim loại rất chắc chắn nhá. Đó, xoay 360 độ cho em. Đấy, gập lên gập xuống rất tiện dụng. Đấy, khi mà gập vào nó rất là nhỏ gọn nha. Thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái giá đỡ điện thoại xoay 360 độ này. Đó, giá của nó hôm nay em xả luôn, bữa trước đang bán với bác giá sẽ là 80.000, hôm nay về với bác mức giá rất dễ mua luôn, 40.000 nhá, 40.000 một cái giá đỡ điện thoại này, 40.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là giá đỡ điện thoại quay 360 độ nhá, trên đế bằng kim loại. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây lên luôn cho mã mã hàng đó là cái dụng cụ tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, các bác hay đi xa này, hay đi xa lâu ngày này, các bác không ở nhà chăm cây cối được à,
Rồi thứ hai, ví dụ các bác bận rộn không có thời gian chăm cây tưới cây đấy, mà các bác để lâu là không có nước là cây nó sẽ chết, thì các bác mua cho em cái dụng cụ này về đấy, về các bác lắp vào những cái chai nước thừa này mình không dùng ấy, lắp vào sau đó là các bác cứ cắm ở đấy là tự động nó sẽ tưới nhỏ giọt dần đấy. Mình về thì chỉ việc là mấy ngày các bác phải đong thêm nước vào thôi, nó rất là tiện nhá, mà cây lúc nào nó cũng tươi tốt, cũng lúc nào cũng xanh tốt, cũng đẹp nhá. Thì đây, khi mà mua về thì nó sẽ gồm có là một cái thân nhà đấy, nó sẽ một cái đầu nhọn các bác cắm trực tiếp vào đất, và cái phần này là nó có cái gen xoáy, các bác xoáy trực tiếp vào chai nước này, và đây là cái van đó, cái van này các bác cắm vào chưa đó, cái van này các bác cắm ở đây, và ở đây nó có một cái phần chỉnh nhá, chỉnh theo cái lưu lượng nước là các bác muốn ra nhiều hay ra ít thì các bác xoáy cái vòng vào chưa đấy, xoáy cái phần van này chưa, thế là xong, nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, cắm trực tiếp vào chỗ xuống đất thế là xong. Đây test các bác coi luôn nhá, đấy, về các bác có một cái chai nước này nhá, đấy, xoáy nó vào này. Hầu như là những cái chai nước trên thị trường bây giờ là nó vừa hết đấy các bạn, nó vừa hết đấy mà. Đấy, những cái chai nước Coca hay là những cái chai nước thừa các bác không xài nữa, mình xoáy vào là mình kết nối vào là mình sử dụng thôi. Đây thì khi mà các bác kết nối như này vào với nhau, xoáy vào cái gen của cái miệng chai này rồi, thì các bác ở cái phần đít này, các bác đục cho em một ít lỗ vào đây nhá. Đấy, lấy cái kim nhỏ các bác đục cho em khoảng tầm 5-6 lỗ để cho nó lấy cái không khí để nó đẩy nước xuống, không là nếu mà không nó không khí là nước nó sẽ không chảy đâu ạ. Nó chỉ chảy được một ít nữa thôi là nước nó sẽ đứng yên, thì các bác lấy cái kim đục cho em mấy cái lỗ ở dưới này. Đấy, sau đó là các bác cắm cái này vào. Đó, cắm cái này vào mà bắt đầu là các bác úp nó xuống thì nó sẽ chảy ra các bác nhá. Đây các bác nhìn nước nó đang chảy này. Đây này, nhìn nước nó đang chảy này. Đấy, nước nó cứ nhỏ giọt này, còn nếu mà các bác muốn chỉnh nó chảy chậm lại thì các bác sẽ chỉnh cho em cái phần van này. Đấy, các bác siết chặt, siết nó vào một chút cho nó chảy chậm lại này. Đấy, chảy chậm lại nhá. Còn nếu mà các bác muốn chảy nó nhanh nữa thì các bác mở nó ra. Đấy thì nó sẽ chảy nhanh hơn này. Đấy, em mở ra cái chảy nhanh hơn này. Đó, mở ra cái chảy nhanh hơn nhá. Đó, rất là hay. Đó, đấy thấy không? Mở ra cái chảy nhanh hơn. Đó, rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm em đang test bác coi. Đó là cái vòi tưới cây nhỏ giọt các nhá. Vòi tưới cây nhỏ giọt về cắm vào cái chai nước nhá. Cái chai nước thì về hầu như nhà nào cũng có rồi. Đấy, thì bên em bán một cái combo nó sẽ gồm có 10 cái nha. Giá của nó thì em báo luôn. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái combo. Combo 10 cái đầu nhá. 10 cái đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, nó nhỏ giọt như em vừa quay đấy. Nhỏ giọt. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 10 cái. 50k 10 cái thì bán theo một bịch nhiều nhá. Bán được combo một bịch 10 cái, không bán lẻ nhá. Không bán lẻ vì giá nó rất là rẻ rồi. Đấy, bán combo tính ra chỉ có 5.000 một cái thôi. Đấy, bán một lúc vào combo 10 cái nha là 50.000 nhá. Đấy, 10 cái nhỏ giọt. Đó, combo 10 đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. 50.000 10 đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ combo kìm bấm cúc quần áo này. Đấy, một cái combo sẽ gồm có là một cái túi cúc này. Đấy, một cái túi cúc và đi kèm là một chiếc kìm như này. Thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc cho những cái đầu khuy cúc các thứ vào đây. Các bác cho vào cái phần quần áo, ví dụ đây, ví dụ một cái mảnh vải, một cái miếng chỗ quần áo các bác bấm chưa. Đấy, bình thường là các bác có thể mang ra các bác khâu. Thứ nhất là nó không được chắc chắn, và thứ hai là nó mất thời gian, thì các bác cho vào, các bác bấm cho em cái là xong. Đấy, việc bấm cái là xong, rất ok nhá. Nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ sử dụng thôi. Đấy, vì một bộ này bao gồm là một chiếc kìm này, đấy, một chiếc kìm bấm này, và đi kèm là một cái túi cúc. Thì bên em hay gọi là cái bộ kìm bấm cúc nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm bấm cúc. Thì cái bộ này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi một bộ này là đang gửi bác là đi 40k nhá, 40k một bộ này. Đấy, bao gồm là một kìm một cúc nhá. 40.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm bấm cúc nhá. 40.000 nhá, 40.000 một bộ này. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Cái này dùng hay lắm. Đây chắc chắn là chiếc kìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn đấy. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nha mọi người. Đây đấy, chắc xịn hữu ích các nhá. Và rất là hay luôn. 40.000 bộ này bao gồm là một kìm và một cúc và một kìm nha. Đấy là 40.000 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ bản lề nam châm này. Lên mã nha, cái bản lề nam châm nhá. Cái này nó hút nó có lực nam châm hút rất là mạnh đây. Đấy, nó sẽ gồm có hai miếng nha. Thì về các bác lắp vào view là những cái phần chỗ cánh tủ này, rồi là ngăn kéo thứ này, những cái chỗ mà nó hay bị đẩy ra này, các bác mua con này về thì khi vào mà các bác lắp vào một bên nọ bên kia thì khi mà các bác đẩy vào đó, thấy không, nó sẽ hít vào nhau, cái lực hít nó rất là mạnh luôn.
Đấy, bỏ gần gần nhau cái là nó phịch vào nhau này. Đấy, rất là hay. Và đi kèm nó có cái lỗ để các bác có thể bắt vít. Và đây, một cái bộ này, này. Đi kèm nó có cả vít, viết các thứ đầy đủ hết luôn. Có cả cái miếng dán. Đấy, bình thường thì nếu mà các bác không có máy vít thì mình có thể dùng miếng dán đi kèm này, còn nếu không thì mình có thể bắt vít nhá. Bắt vít thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đó thì một bộ này. À bên em sẽ bán nó combo là 3 bộ một nhá, 3 bộ một. Đấy thì giá nó bình dân thôi. Lên mã giúp xem sẽ là cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá các bác nhá. Đấy combo 3 bộ bản lề 500, giá của nó sẽ là đi 45.000. Đó, 45k một cái combo 3 bộ nha. Đấy bán một lúc là 3 bộ luôn nhá, là 45.000 cho 3 bộ bản lề 500 nhá. Giá rất hạt rẻ và về dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Mấy cái cửa đây. Tủ của bạn mà hít mà không chắc thì hãy dùng cái này bạn. Đây là cái hít cửa nó rất là rẻ đó. Nó hai bên còn 500, mình cần khoan vào bên này rồi bên kia gắn lại đổi nhau là hít vào nhau, nó tay giật mạnh thì ra thôi. Mấy cái cửa tủ của bạn. Đấy các bác nhìn này. Đấy ví dụ như là bình thường những cái cửa tủ nó không hít được thì các bác muốn hít thì các bác lắp này về. Đấy một bên nọ một bên kia các bác lắp vào nhá. Và khi mà các bác đẩy nó sẽ hít vào nhau. Đó thấy không? Các bác nhìn xem hình minh họa cái video minh họa này. Đó nó rất là tiện luôn. Về rất là hay. À, cánh tủ này rồi là cánh ngăn kéo có thứ này. Đó rất là tiện. Nói chung là lắp nhiều vị trí khác nhau lắm mà nó nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt dễ dàng sử dụng nhá. 45.000 cho 3 bộ nha. À, combo 3 bộ bản lề 500 nhá. 3 bộ bản lề 500. Đó 45k 3 bộ. Tin nhanh cho bác đó là cái sản phẩm rất là hay, đó là cái vòng gỗ đeo tay nhá các bác nhá. Lên mã em sẽ cái vòng gỗ đeo tay về các bác về làm vòng đeo thời trang hoặc là lần là hạt làm nhiếc các thứ này. Rồi là vòng cho các thầy các sư thứ, nói chung là sử dụng trong nhiều việc này, tụng kinh nhiếc các thứ này. Đó, rất là đẹp luôn. Nó chất liệu là dạng gỗ hương nhá. Đấy gỗ hương, vân gỗ này rất là đẹp, rất sắc nét luôn nhá. Đó rất ok. Và đi kèm là một chiếc hộp nha. Mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc vòng gỗ đeo tay nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Thì em đang bán một cái bộ vòng gỗ đeo tay như này là 40.000 các nhá, 40.000. Là bao gồm là cả hộp như này luôn các nhá, cả hộp như này luôn. Là 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay. À, đang gửi bác là 40k, một cái vòng gỗ đeo tay này là bao gồm cả hộp luôn. Ở đây, em lấy cho bác xem cái vòng này. Một cái vòng này là bữa trước em đã có bác bảo em là đếm bao nhiêu thì bữa trước em đếm là khoảng tầm hơn 300 hạt này các bác nhá. Hơn 300 cái hạt này này. Đấy đây. Nó cả hình hoa thứ rất đẹp luôn. Thiết kế rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn. Đấy co giãn mình có thể đeo cổ, đeo tay cái thứ này. À, lần chuỗi cái thứ lần hạt này, rất ok. Đó. Vòng gỗ đeo tay nhá. Một chiếc này là mà bao gồm cả hộp luôn là 40.000 nhá. Rồi một cái sản phẩm rất là cần thiết trong mỗi gia đình mình nhá. Đó lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy lọ test nước pH. Nhà các bác nào mà rất là hay bây giờ hầu như là những cái các bác hay sử dụng những cái máy lọc nước mà những cái máy lọc nước đấy mà trong thời gian lâu các bác không bảo dưỡng định kỳ này, thứ hai không thay lõi lọc này và đặc biệt là những cái lõi lọc mà nó bù khoáng ấy các bác nhá, bù khoáng chất rồi là bù kiềm ấy mà những cái lõi lọc các bác không thay thì một thời gian sau nó chuyển sang dạng nước axit ấy là các bác uống rất là hại. Đấy những cái nước là uống rất hại luôn, đặc biệt là ví dụ bệnh tim mạch này, bệnh sỏi thận này, bệnh tiểu đường này, toàn như đấy mà ra luôn. Các bác mua trong cái lọ này về. Đấy khi mà các bác test mà nước của bác mà nó ra màu xanh từ 7.0 trở đi cho đến 10 này thì là nước ok nhá, là nước uống được, nước tốt nhá. Còn nếu mà các bác test mà nước nó từ 6.6 đổ về 3.0 đấy, thì toàn bộ nước là nước màu vàng, nước màu axit nhá. Nước màu axit thì uống nó rất là có hại cho sức khỏe luôn. Đấy thì đây em đánh dấu rồi này, coi gì này. Đấy, nói chung là các bác về cứ nhìn vào cái bảng màu xem, nếu mà các bác test ra cái màu xanh đấy, màu xanh thì nó sẽ là tốt, còn ra cái màu vàng này thì sẽ là xấu. Đấy nó sẽ có phân chia từ 7.0 đến 10 thì là ok, còn từ 6.6 đổ về đến 3.0 thì là nước đấy. Được các bác cần phải xem xét lại, các bác có thể là thay máy lọc nước hoặc là thay lại lõi lọc có nhá. Đấy thì các bác mua cái lọ này về thì khi mà bán thì mình sẽ gửi kèm cho bác một cái bảng màu này để về các bác test, các bác theo dõi ở đây các bác nhìn. Đấy thì cái này nó rất là dễ test thôi, về các bác lấy trực tiếp cái nước ở trong cái máy lọc nước nhà các bác đang dùng đang uống, các bác mở nó ra sau đó là các bác rõ cho em 1-2 nhọt vào trong cái chén hoặc là cái cốc mà các bác lấy nước từ cái máy ra, các bác lấy ra và khi mà các bác nhỏ cái này vào thì nó nước nó chuyển sang màu gì thì các bác so vào cái bảng này cho em. Đấy nếu mà nước nó từ 7.0 trở đi đến 10 thì là nước ok, nước uống được nhá. Đấy còn nếu mà 7.0 trở đi đến 3.0 đấy thì nước nó sang màu vàng, ngả vàng màu cam một thứ như này thì nước uống rất là độc luôn. Đấy các bác mua cái bộ này về nhá. Thì một cái bộ như này là chỉ có 20.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy lọ test nước pH này. Lọ test nước pH nhá.
giá của nó sẽ là 20k. Đấy thì gửi kèm bên em cho con gửi kèm đó một cái phiếu này nữa để về các bác xài. Đó là 20.000 một cái bộ này nhé. Đây các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm test cho các bác coi này. Đây. Bác nào cần mua quỳ tím để về test nước nhà mình thì cứ ấn vào giỏ hàng nhá. Quỳ tím test máy lọc nước nhà mình thì nó đổi sang màu như nào thì là đạt tiêu chuẩn thì đây đó nhá. Test nó về đổi sang màu xanh lá cây nhạt như này thì là nước đạt tiêu chuẩn để uống, có độ pH trung tính 7.0, không mang tính kiềm cao và cũng không mang tính axit thì là uống rất ok. Còn đâu mà dùng quỳ tím test ấy, mà nước nó đổi sang màu vàng ấy, là tính axit thì rất cao thì là không nên uống nhá. Uống thì nó cũng chưa, nó rất hại cơ thể nhưng mà nó chưa hại ngay đâu, nó sẽ ngấm dần dần. Như cái máy này đây em test thì ra nước axit rất nặng, axit này tầm khoảng 4.5 chấm, mà uống nước mà đấy các bạn nhìn nhá, đây anh vừa test này, cái nước là nước màu vàng này, cái nước nó uống rất độc này. Đấy nó sang cái độ pH nó thấp này này. Đấy nó chỉ có 43 đến 4.0 này. Đấy cái màu vàng là nước rất nguy hiểm nhá. Thì các bác xem xét lại thì mình có thể thay máy lọc nước vào thay lại lõi lọc thôi nhá. Mang tính axit nó cao thì trong thời gian dài rất là không có lợi cho sức khỏe. Nhà bác khách định thế, nhà bác khách này thì máy mới mua được một 5 rưỡi nhưng mà chưa thay lõi lọc lần nào. Là ra một tính ra axit rất nặng luôn. Đây là vòi ra để uống đây. Axit này là axit tầm 3-4. Đây và em lại test cái nước thải nhé, nước thải ra mang tính kiềm, pH trung tính. Nó lọc khoảng nó lọc với ra lọc ra axit và thải ra kiềm khoáng chất. Các bác nên mua cây dung dịch quỳ tím này về để thử cái nguồn nước nhà mình nó uống nhá. Nếu mà nó ra màu vàng thì là nên kiểm tra lõi và thay lõi đi nhá. Em bán 70k 2 lọ nhá. Các bác nào mua hàng thì cứ ấn vào giỏ hàng nhá. Đấy, ở đây là người ta bán 70k 2 lọ này, bên em bán là nó chỉ có là kiểm tra độ pH. Chỉ có là 20.000 một lọ thôi. Về các bác rất là cần. Các bác tham khảo sản phẩm này cho em nhá. Đó. Đây là một lọ dung dịch. Đó rồi, thực tế về sản phẩm nhá. Đó thì về các bác cứ lưu ý cho em là từ 7.0 trở đi cho đến 10 thì là nước uống ok nhá, nước uống thoải mái, đầy đủ khoáng chất để các bác sử dụng tốt luôn. Còn nếu mà nước nó từ 6.6 đổ về cho đến 3.0 này thì là nước rất nhiều chất axit, uống rất độc hại, thì các bác xem xét cho em cái vấn đề này. Đấy thì về các bác test thì nó sẽ ra cái màu nước, về lấy trực tiếp ở trong cái máy lọc nước nhà mình, sau đó các bác test nhỏ 1-2 giọt cái này vào là các bác xài thôi. Là các bác sẽ thấy nó đổi màu luôn. Đó, thì về các bác mua cho em cái bộ này về. Lọ test nước pH nhá, 20.000 một cái lọ nha. Đó, gửi kèm với bác này một cả một cái tờ phiếu này nữa luôn để các bác theo dõi các bác xem. Tiếp theo thì lâu lâu không quay cho bác cái mã này, đó là cái mã khay bánh mì này. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường của Pháp đó nha. Đấy, của Pháp, hàng rất xịn sò luôn. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay bánh mì nhá, khay bánh mì. Khay bánh mì sẽ có giá là đi 25.000 một cái. Đấy, nếu các bác mua lẻ nhá. Còn nếu mà bên em, nếu mà các bác muốn mua combo thì giá sẽ tốt hơn. Combo 5 cái khay bánh mì, 5 cái khay bánh mì này, giá của nó sẽ là đi 110.000. Đó, 110.000 cho 5 cái khay bánh mì. Cái này thì ở bên nước ngoài người ta chuyên dùng để người ta làm bánh mì vào đây ạ. Đấy, nó kiểu cái dạng khay kẽm, khay nhôm ạ. Đấy, khay kẽm, khay nhôm này nó thiết kế rất đẹp này. Đấy, bên trong nó có những cái đường vân, hoa văn nó nổi lên nhìn rất là đẹp luôn. Sáng bóng, đẹp tuyệt vời nhá. Con này thì cái chiều dài nó rơi còn tầm là 25. Đấy, chiều rộng nó rơi còn tầm 17 nhá. Đấy, nó khá là to đấy. Về các bác có thể đựng đồ ăn, đồ biết có thứ vào đây này. Rồi là làm bánh, rồi là đựng hoa quả, đồ sống, đồ chín, đồ khô, đồ tươi đây rất là đẹp luôn. Đấy, nó nhìn như là một chiếc cái đĩa nhưng mà đĩa nó vũng sâu. Nó khá là đẹp đấy. Về trưng bày đồ ăn, bày đồ ăn cái thứ đây rất là đẹp luôn. Đó. Khay bánh mì nhá, khay bánh mì. Đấy, chuyên dùng để người ta làm bánh mì bên nước ngoài ấy. Nhưng mà bên mình về thì có thể là biến tấu lên sử dụng được thành làm thành được nhiều thứ luôn. Đó thì 25k một cái nhá, 25k một cái. Còn các bác mua theo combo là 5 cái như này. Đấy, 5 cái khay bánh mì như này thì sẽ có giá là 110.000. Đấy, 5 cái là 110, còn lấy lẻ một cái là 25.000 thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì các nhá. Khay bánh mì. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước laser này. Đấy, lên mã cho em sẽ được cái cây thước laser. Cây thì sẽ có giá là đi 90.000 một cây. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây thước laser nhá. Đấy, con này đa năng lắm, về các bác xài hay lắm. 90.000 một cây thước laser nha. Đây, lấy cho bác coi. Hàng mới nguyên vỉ luôn đó nhá. Hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó. Thì đây, một cây thước này nó sẽ có phần livo đánh thăng bằng nhá. Chéo ngang dọc này, rất ok. Phần thước đo ở đằng này nhá. Đấy, và đằng này nó còn có cả một cái thước đo nữa này. Đây. Quên một cái thước rút nhá, nó kiểu một cái thước rút ấy. Đó thì các bác có thể rút ra này, các bác đo này. Đấy, thước rút này của nó hình như là của nó là 2,5 mét đó, 2,5 mét. Đấy, thước đo thước rút này của nó 2,5 mét này. Còn đây là phần thước đo này. Đó, phần nẹp này, các thứ này.
Và một cái rất là hay là nó có thêm một cái chi tiết thứ hai là cái laser nhá. Cái laser các bác muốn dùng thì ở đây nó có một cái lớp bảo vệ pin, thì về các bác rút ra cho em, rút ra. Đấy, rút nó ra, rút cái cell pin này ra, sau đó các bật công tắc lên. Đó là sẽ lên nhá. Con này thì laser nó các bác có thể chuyển đổi theo nhiều kiểu khác nhau. Đấy, bình thường thì em đang để là dấu cộng, các bác nhìn này. Đấy, tắt đi bật lên, nó có công tắc đây rất tiện nhá. Lúc nào dùng các bác bật lên, không dùng thì các bác có thể tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái rất hay nữa là nó có thể chỉnh các hướng này. Đấy, bình thường đang ở dấu cộng nhá, các bác muốn chỉnh về cái hướng khác thì các bác ấn nút cho em. Đấy, nó sẽ chỉnh về theo cái chiều dọc này. Đây. Nó chỉnh về theo cái chiều dọc nhá. Đây này, chỉnh về theo chiều dọc. Đấy, thì cái này em đang chiếu vào này, các bác nhìn này. Tia nó khá là sáng và rất là đậm luôn đấy. Các bác muốn chỉnh về chiều ngang thì các bác ấn cho em một phát nữa xuống này. À đây, các bác gạt lên, các bác nhá, gạt lên thì nó sẽ về dấu cộng này, rồi là dấu dọc này. Đấy, nói chung là các bác có thể chỉnh đa điểm, là các bác gạt xem cái này lên này. Đấy, nó ở cái nấc này luôn này, thì các bác điều chỉnh ở cái nấc này nhá. Nó có ba cái điều chỉnh. Nó có một cái nấc đứng này, một cái dấu cộng, một cái dấu ngang này. Đấy, thì các bác điều chỉnh theo cái cữ này của nhóm này. Đây này, đấy, ngang này. Đó, còn này cái này là cộng này. Đấy, cộng này. Gạt xuống phát nữa này. Đó, cái này là đứng này này. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Thì về các bác có thể đánh ly vô, đánh thăng bằng. Anh em thợ thuyền làm xây làm xưa thứ ra. Đấy, các bác có thể đánh thăng bằng rồi là đánh góc, căn góc 90 độ thứ là cũng rất là chuẩn xác luôn nhá. Đấy, rất chuẩn xác luôn. Đó, nó có cái phần laser chiếu khá là xa đấy, chiếu khá xa và cái tia của nó rất là đậm nhá. Đó, thì về các bác xài, lúc nào dùng thì các bác bật công tắc lên, không dùng mình tắt đi. Đánh ly vô, thăng bằng, thước đo thứ đầy đủ luôn. Nói chung là một chiếc thước cực kỳ đa năng, sử dụng gia đình anh em thợ thuyền cũng xài ok luôn. Thì con này đang gửi bác là 90 ngàn một con nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ được cái cây thước laser đang gửi bác là 90 ngàn một cây. À, bảng tự xóa cho các em học sinh, hàng tiếp tục hàng về này, cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa dành cho học sinh rất tiện dụng luôn. Đây, một chiếc bảng tự xóa thì về thì trước khi các bác muốn dùng, các bác gạt xem về cái phần mở khóa này. Bình thường là gửi đi thì bên em sẽ gạt cho các bác về cái phần đóng khóa, còn về các bác xài các bác gạt xem về phần mở khóa này. Đấy, nó sẽ mở khóa và nó sẽ mở các chức năng, và các bác dùng cái bút này đi kèm, nó có một cây bút này, này. Đấy, cho các cháu mình vẽ vào đây. Đấy, tô viết vẽ vào đây thoải mái luôn nhá. Đấy, và khi mà vẽ vời chán rồi nó kín bảng rồi, bấm cho một lần này xóa hết luôn, rất tiện dụng nha. Đây, đấy, vẽ vời thoải mái luôn này, bấm cái mất luôn. Đấy, vẽ vời thoải mái nhá, bấm cái mất luôn, rất tiện dụng luôn. Nó gọi là cái bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa đó, rất ok. Và lúc nào không dùng thì mình có thể gạt cho em về phần đóng khóa lại, rất ok luôn. Thì bên em đang gửi bác một cái bảng tự xóa này, giá nó chỉ có là đi 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa dành cho trẻ em, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bảng này có cái diện tích là 8,5 inch nhá, 8,5 inch, khá là to đấy. 30k một cái bảng tự xóa này. Sản phẩm tiếp theo thì đây, một cái sản phẩm rất là hữu ích trong cái mùa du lịch này. Đấy, các bác hay đi chơi đi du lịch cái mùa này mà rất là hay dùng những khăn tắm ở trong nhà, cái nhà tắm, nhà khách sạn đấy, là những cái tắm, cái khăn ấy rất nhiều người dùng chung, mà người ta không biết là những cái người trước người ta lau những cái gì, dùng những cái gì lau để lau những cái gì, rất là mất vệ sinh. Mà mình không biết được là nó sẽ như thế nào, nó bẩn như thế nào. Đấy, thì các bác mua ngay cho một cái cục khăn tắm này, cái khăn nén này về, nó gọi là cái khăn nén du lịch các nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá. Khăn nén du lịch, nó khi mà các bác dùng cái này, các bác cho vào nước nó nở ra, nó to đúng như một chiếc khăn tắm luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, lau người, mỗi khi các bác mình dùng tắm xong, đặc biệt các bác đi chơi, đi khách sạn, đi công tác. Đấy, mình ngại dùng chung những cái đồ ở khách sạn thì các bác mua trong này về, rất sạch sẽ và an toàn luôn. Em báo giá luôn bên em là gửi bác là 20k một cái khăn nén du lịch nha. Đấy, 20.000 một cái. Nói chung là rất cần thiết cho bác nào mà chuyên đi du lịch, đi công tác, đi chơi nhá. Đấy, chuyên đi du lịch, công tác, đi chơi, chỉ có 20.000 một cái này thôi, nhưng mà xài được cũng khá là nhiều lần luôn đấy. Thì đây, về các bác bóc ra cho em. Sau đó là các bác, nó bình thường là sẽ nén chặt này, các bác thả trực tiếp trong nước cho em thì nó sẽ nở ra thành một chiếc khăn nén rất là to luôn. Nó to đến kích thước của nó lên đến 1m4 x 70, rất là to luôn, to đúng như chiếc khăn tắm bình thường ấy, mà cực kỳ thấm hút nước và rất là êm luôn nhá. Đó, thì chỉ có 20.000 đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người. Không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha. Xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch. Xuống tới nơi đi tắm cái là vẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè.
Đấy các bạn nhìn nha, khăn nó rất là to. Nhìn nó nở, nhìn nó béo thôi nhưng đấy các bạn nhìn này, khi mà cho nước nó nở ra rất là to luôn, nó là to lắm. Đấy, to như một chiếc khăn tắm bình thường các bác hay xài luôn. Mà dùng rất thích luôn, êm, dùng thích cực kỳ mà sạch sẽ ok. Dùng riêng tư. Đấy, 20k một cái nhá, khăn nén du lịch. Đó, khăn tắm nén du lịch nhá, 20k một cái nhá. Tiếp theo thì lên nhanh luôn các bác, mấy hàng đó cái máy sấy tóc này, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Cho Ba của Nhật các nhá. Đấy, Cho Ba của Nhật. Con này công suất của nó sẽ là 3500W nhá, sử dụng điện 220. Máy có công suất 3500W thì các bác dùng gia đình thì rất là hợp lý rồi. Đấy, không to quá nhá, không nhỏ quá. Đấy, phù hợp với lại cái công năng sử dụng cho gia đình. Ở đây nó sẽ có hai công tắc này. Một cái công tắc là chỉnh gió nhá, chỉnh gió mạnh gió nhẹ, và một cái công tắc đó là chỉnh độ nóng nhá, nóng vừa nóng nhẹ. Thì các bác chỉnh cho em hai cái công tắc này là các bác xài thôi. Máy cầm rất chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn, chất lượng. Đấy, cầm một chiếc máy nặng trịch luôn. Dây nguồn các thứ rồi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là các bác xài thôi. Đấy thì em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 130.000 một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái máy sấy tóc này. Máy sấy tóc 130k một cái này. Đấy, nhiều bác thì cứ bảo là giá máy này nó hơi cao thì em nói luôn, nói chung là các bác cứ coi tiền nào phải đấy thôi. Các bác cứ mua con máy em về cầm một chiếc máy nó nặng trịch luôn. Đấy, như các bác mua ở những cái hàng chợ búa vớ vẩn nhá, những hàng đấy cầm nó nhẹ tênh nhưng mà cái chất lượng rồi là cái độ nóng nó không đảm bảo đâu ạ. Đấy, con này nóng đều, gió khỏe, dùng ok. Đấy, 130.000 một cái nhá. Máy sấy tóc của Cha Ba nhá. Đấy, máy sấy tóc của Cha Ba 130k cái, hàng bãi Nhật rất xịn sò ok luôn. Dùng điện 220 cho em nhá. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lòng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kéo cắt cành hộp kính nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cái mã này thì em cũng lên mã xả cái mã luôn nhá. Thì em báo giá xả luôn, bữa trước đang bán bác là 90.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có là đi 60.000 thôi. Đấy, 60.000 các bác mua đâu một con kéo cành đẹp chất lượng hàng của Nhật nha, chỉ có 60.000. Đấy, hàng nội địa Nhật nhá, rất xịn sò, mới nguyên hộp nhà luôn. Đây. Đấy các coi này. Quá xịn luôn. Con này lâu lắm nó về gọi hàng về nhá. Đây. Made in Japan này, nó rất chắc chắn nhá. Ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, và lò xo trợ lực đẩy rất ok luôn. Đấy, về các bác kẹp vào các bác cắt thôi.
kéo cầm cực kỳ chắc chắn nhá, cắt ngọt lắm. Đó, con này em đang xài mà cắt cực kỳ ngọt mà giá thì hợp lý bình dân. Lên mã giúp cho em sẽ là kéo cắt cành hộp kính nhá. Đấy, hộp của nó là cái hộp dạng kính kính nhá. Thì em lên mã luôn là kéo cắt cành hộp kính. Giá đang gửi bác là 60.000. 60k kéo cắt cành hộp kính nhá. Kéo cắt cành hộp kính. 60k một cái. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Ngoài ra thì ở đây có thêm cho bác đó là cái mã cưa gấp nhá, cưa gấp này, cưa gấp của Tozama, made in Japan. Đó, hàng cưa lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ sắc bén, rất ngọt ngào luôn. À, hàng này thì các bác có thể mở thành một chiếc cưa này và lúc nào không dùng nữa các bác cấp lại, rất gọn gàng, ok luôn, tiện cho việc di chuyển. Đó, lúc nào dùng thì mình mở ra rất chắc chắn luôn, cưa ngọt lắm, cưa cực kỳ ok. Ở đây nó có phần hở hạt bữa này, khi mà các bác cưa rất là ngọt luôn. Đó, con này thì giá vẫn đang bình ổn bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng nhá, cưa gấp đen trắng. Con này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50.000 một cây. Đó, 50.000 một cây. Và ngoài ra khi mà hôm nay trong video này khi mà một cái ưu đãi rất tốt luôn, khi mà các bác mua theo cặp nha, bao gồm là một cưa và một kéo. Đấy, một cưa và một kéo thì bình thường nếu các bác mua lẻ thì một bộ nhà sẽ có giá là 110.000. Đấy, 110.000. Nhưng mà trong video ngày hôm nay nếu mà khi mà các bác mua một cưa một kéo nha thì bên em sẽ gửi bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một bộ nha. Đấy, 90k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo này. À, kéo cắt cành. Kéo cắt cành cộng với lại cưa. Đấy, kéo cắt cành cộng với cưa thì giá của nó sẽ là 90.000 một cái bộ nha. Đấy, bao gồm là một kéo và một cưa nhá. Đấy, bao gồm là một kéo một cưa, kéo cắt cành hộp kính và một cái cưa gấp đen trắng thì một cái bộ nha là 90.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nếu mà các bác mua cả bộ nhá. Còn nếu mua lẻ thì cưa sẽ là 50.000 và kéo sẽ là 60.000. Đấy, còn mua cả bộ là 110.000. Đó, giá rất tốt luôn đấy. Đấy, nói chung là duy nhất trong video này các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, em sẽ tới bến luôn các bác, sẽ giá tận gốc luôn đấy, gọi là lãi chút ít lãi tình cảm các bác thôi. Tiếp theo thì về tiếp tục cho các bác cái mã đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đấy, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, lọ này dùng thích lắm. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật, một lọ này là 12 ml. Hàng này thì của thương hiệu là Roto được các bác nghe biết rồi, cái thương hiệu rồi, rất nổi tiếng, chuyên về những cái sản phẩm về thuốc bổ mắt, thuốc nhỏ mắt rất nổi tiếng trên thế giới rồi, và đặc biệt là sản phẩm này đến từ thị trường của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cái sản phẩm này chứa toàn bộ những cái vi chất, những cái thành phần rất bổ cho mắt, ví dụ như vitamin E này, B6 này, natri là muối này, rồi là kali, rất bổ cho mắt luôn, rất tốt cho mắt luôn, giúp hỗ trợ các bác này mắt sáng hơn này, mắt trong hơn này. Đấy, mắt đỡ đau này, rồi là tăng sức đề kháng cho mắt các bác nhá. Đó, thì một cái lọ này thì em báo giá luôn, một lọ này thì sẽ có dung tích là 12 ml. Đấy, các bác xài được rất là lâu, 12 ml thôi, nhưng mà mỗi lần các bác giỏ 1-2 nhọt thôi, nhưng mà dùng rất là lâu luôn. Đó, thì giá của nó sẽ là 60.000. đấy, lên mã giúp em sẽ là cái thuốc nhỏ mắt của Toro nhá các bác nhá. Đấy, Toro, Roto nhá các bác nhá, Roto 60k một cái lọ thuốc nhỏ mắt này các bác nhá. Kem răng của Nhật này cũng tiếp tục hàng về nhá, một lọ này thì sẽ có trọng lượng là 170g, xài cũng rất ok luôn. Đây, đấy, hàng của thương hiệu Sanata, đó, đến từ thị trường của Nhật các nhá. Một lọ này là 170g, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá, rất tốt cho lợi níu của bác này. Đấy, các bác hay bị chảy máu chân răng này, đau lợi, đau níu, các bác xài trong cái dạng này dùng thích cực kỳ luôn. Đó, và nó có một cái vị mặn vừa. Đấy, dùng thích, dùng nghiện luôn đấy. Các bác mà lâu không đánh các bác nhớ vị luôn đấy. Cái này em đang xài mà dùng nghiện luôn, dùng thích lắm, đánh cực kỳ sạch. Mà các bác đánh xong cảm giác các bác thoải mái, nhẹ mồm nhẹ miệng luôn, mà đánh rất sạch luôn nhá. Đó, kem đánh răng của Nhật nhá, một típ này là 170g, em báo giá luôn, giá thì cũng đang gửi bác giá rất tốt, 60k một típ kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, 60k một típ nhá, dùng thích cực kỳ, chuyên dùng về cho dòng kem đánh răng của Nhật nhá, dùng thích lắm, mỗi lần có khi em bán cả 5-7 lọ một ấy, bán được dã man luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất ok. Rồi, tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái mã bàn chải điện này. Đấy, bàn chải pin các nhá, bàn chải điện, bàn chải pin ấy. Đó, con này bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Nó sử dụng cái dòng sóng siêu âm nhá, nên khi mà các bác đánh rất sạch luôn. Đấy, đánh rất sạch luôn. Bình thường những cái con bàn chải bình thường là các bác cứ hay dùng để trà, nhưng con này nó là sử dụng cái dòng sóng siêu âm, nó cái độ rung của nó lên đến là 32.000 vòng trên một phút này. Đấy, độ rung cực kỳ khỏe luôn, tí nữa sẽ test cho bác coi. Nó rung, nó đánh tan những cái phần mảng bám ở trên cái phần răng lợi của bác nhá, giúp răng lợi của bác sạch hơn. Đấy, mà
nó kiểu đánh khoa học đời mới đấy, giúp bình thường là các bác hay dùng những cái bàn chải kia các bác đánh nó rất hay bị xước lọi, chảy máu chân răng, nhưng các bác chuyển sang dùng cái bàn chải này là cái vấn đề chảy máu chân răng thứ là nó không còn nữa luôn đấy, mà nó sử dụng dòng sóng siêu âm thì nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, đóng đánh không bị lo sưng lại xước lại đây. Thì một cái bộ này sẽ đi kèm các bác là bốn cái đầu bàn chải luôn này, bốn đầu bàn chải này, một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc và một cái thân bàn chải này. Thì đây em sẽ tiến hành lắp cho bác coi. Đấy, về các bác lắp nó vào này. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn sạc thì các bác rút cái ra, cắm cái sạc này vào. Đấy là các bác xài thôi. Đi kèm nó sẽ có cái dây sạc này. Đấy, sử dụng nguồn điện 5V nhá. Về các bác có những cục sạc điện thoại cắm vào là sạc. Con này các bác sạc một lần xài chắc về cả nửa tháng luôn. Pin trâu lắm. Pin trâu cực kỳ. Đấy, đây. Đó. Chạy này. Đó thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau nhá các bác nhá. Rất nhiều chế độ khác nhau. 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Thì các bác xem phù hợp cái chế độ nào thì các bác đổi qua cái chế độ các bác dùng nhá. Nó có chế độ là rung mạnh, rung nhẹ, rồi là rung giật lên hay là rung giảm đi các thứ đó, thì nó nhiều chế độ đây. Thì về các bác cứ xem phù hợp chế độ nào thì mình bấm sang chế độ đấy các bác xài nhá. Đấy, và đây em nha. Các bác muốn tắt thì các bác giữ lì, muốn bật thì các bác bấm một lần. Đấy, còn bấm chuyển chế độ các bác bấm nhiều một lần nữa. Còn muốn tắt thì giữ lì chưa. Đó, và đây em sẽ test bác về cái độ rung của nó này. Con này rung khỏe lắm. Đấy, các bác nghe này. Các bác không cần phải đánh, bình thường là các bác cứ phải di đi di lại răng răng nhá. Đây con này các bác chỉ việc dí vào răng này thôi. Đấy là nó sẽ có lợi dụng cái sức rung, cái độ rung sóng âm này thì nó sẽ đánh tung màng bám nhá. Đấy, dùng thích lắm. Đấy, đây. Đấy, đấy những cái chế độ này bên dưới nó giảm đi này. Đó. Đó, thấy không? Đấy, mạnh nhất này. Đấy, các bác nghe tiếng không? Đó, rồi, đấy là về cái độ rung của nó nhá, dùng thích cực kỳ. Đó đi em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ được cái bàn chải điện nhá, bàn chải điện. Giá của nó thì độ rung lên đến 32.000 vòng trên phút này, bàn chải điện này. Giá của nó sẽ là 60k, đấy 60.000 một cái bộ này. Đấy, dùng thích cực kỳ luôn. Em sẽ kho cái mã đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân dành cho bác nào mà hay đi giày giếc các thứ đi tất rồi, đấy, đi làm mình hay đi giày giếc nó hay bị hôi chân, thối chân thì các bác mua trong cái lọ này về các bác xịt nhá. Đấy, con này mùi hương rất là thơm. Và nó chứa một cái hàm lượng nano bạc nhá. Đấy, nano bạc. Và khi mà các bác xịt vào thì nó rất là khô thoáng, dùng cực kỳ thích đây này. Ag cộng nano bạc này. Đấy, nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn này, những cái con nấm bệnh mà nó gây hôi chân thối chân nhá. Đấy, và khi mà các bác xịt như này mà các bác đi nó cảm giác chân của bác nó rất là bị nó cảm giác là rất là khô chân thoáng chân, nó không bị hôi nữa các bác nhá. Dùng thích lắm cái này, em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng thấy rất là ok. Đấy, đi giá bình dân thôi. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước cái chai này đang bán là đi 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có là đi 20.000 một chai. Đấy, 20.000 cho một cái chai xịt hôi chân này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân thối chân nhá, giá đang gửi bác là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đây các bác hướng dẫn sử dụng thì các bác chỉ việc là bình thường là các bác hay cầm như này các bác xịt đúng không. Đấy, nhưng mà xịt nó lại, nếu mà các bác muốn xịt trong gầm giày thì các bác dốc ngược nó xuống, sau đó các bác ấn vào cái đế giày thì nó sẽ phun vào bên trong. Đấy, đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy, trên hình ở trên cái chai sản phẩm nó có này, về các bác cứ dùng đúng thế là xong. Đó, lắc đều trước khi sử dụng nhá. 20k một chai, đang giảm giá xả kho rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân thối chân nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt giày là các bác cứ phải mang ra nước các thứ này, các thứ rồi là các bác mang ra tiệm các bác giặt, thứ nhất là vừa mất công, thứ hai vừa mất tiền. Mà đặc biệt là các bác giặt nước ấy, nghĩa là rất là nhanh hỏng giày, rồi là nó đợi nó rất là lâu khô. Thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó là cái công nghệ giặt khô giày nhá, giặt giày khô, nó không phải là giặt giày dạng nước nhá, nó là dạng khô ạ. Đấy thì dùng thì các bác lắc đều lên, sau đó là các bác xịt trực tiếp vào đôi giày của bác nhá. Đấy, trực tiếp vào giày thì nó là dạng bọt nha. Đấy, trực tiếp vào cái bọt này vào đôi giày, sau đó các bác để nó tan bọt ra và các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm, các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bọt này. Đấy, thì nó sẽ đánh tan những vết bẩn nhá. Và sau đó là các bác dùng cho em một cái vải thật khô, cái vải thật khô thật là mịn nhá. Đấy, sau đó là các bác lau hết cái những cái bọt đi là rất là sạch luôn. Và cái đôi giày đấy là các bác sau khi các bác đánh rửa là các bác có thể dùng và các bác đi được luôn nhá, rất là nhanh tiện lợi, nó không bị ướt nhá, không bị ướt giày, không phải đợi chờ nó mất thời gian. Và cái con này nó mùi hương chanh. Đấy, mùi hương chanh rất thơm nhá, mùi hương chanh thơm lắm. Một chai này là 300ml. Đấy, chuyên để các bác giặt giày dạng khô nhá. Đấy, giặt giày dạng khô thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai giặt giày khô. Đấy, chai giặt giày khô này, giặt giày khô bình thường là các bác hay giặt nước, nhưng con này là chai giặt giày dạng khô, có thể sau khi giặt xong là mình dùng được luôn, xài luôn, không cần phải phơi phước gì cả,
giá hôm nay em xả luôn, bữa trước đang bán là 100.000 cha, hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua, 70k nhá, 70k một cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, về cứ làm như vừa nãy em hướng dẫn này. Đấy, đây các bác xài thôi, đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm em dùng thích cực kỳ. Đây, xịt bón lên các vết bẩn trên giày, sau đó là trà trong khoảng 5 đến 10 phút thôi là giày sẽ sạch lên rồi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức thay vì phải giặt một đôi giày và chờ khô rất lâu. Thế này thì ngồi một lúc phải. Đấy các anh nhìn này, đấy trước khi giặt này rất là bẩn nhưng mà sau khi giặt cái nhìn rất là mới luôn, sạch lắm. Cái này em xài rồi mà dùng thích cực kỳ luôn mà rất là tiện nhá. Các bác không cần phải đợi chờ gì đâu nha, chỉ việc là giặt sau đó các bác xài luôn. Đấy. Vệ sinh được 10 đôi. Một chai này dùng được khoảng 5 lần vệ sinh. Đấy, rất ok. Rồi. Chai xịt giặt giày khô nhá, đang xả kho. Chỉ còn có là đi 70.000 một chai thôi, dùng được rất là lâu luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi vít V7 này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Bộ này hôm nay cũng đang được giảm giá xả kho và bữa trước cũng đang bán hết hàng, thì hôm nay hàng nó lại tiếp tục về này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái bộ mũi vít V7, nó sẽ gồm có là 7 cây thì em hay gọi là mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này thì bữa trước đang bán hình như là cũng 90.000, hôm nay em về đó bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 một bộ thôi. 60.000 một bộ nhá. Đấy các bác không nghe nhầm đâu. Giá cực kỳ yêu thương. Để dưới tay bác đây, bóc cho bác một bộ này. Một cái bộ này nó sẽ gồm có 7 cái đầu vít. Đấy, 7 cái đầu vít khác nhau. Đó, hàng này của nó hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đây, đó, 7 cái đầu vít khác nhau nhá. Cái đầu này dài, đầu nhất dài của nó rơi khoảng tầm là đi 15 này. Đây để em lấy thước em đo cho bác coi. Đó thì cái đầu dài nhất của nó vào là 15. Đấy, 15 xong rồi đến khoảng tầm 12 này rồi là 9 này. 9. Vừa vừa đây có 7 này, 6 này. 4 này rồi là có 2 này. Nói chung là nhiều cái chiều dài khác nhau lắm ạ. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 7 cái mũi như này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái đầu vít nhá. Đây để em sắp vào nhìn cho nó đồng bộ như nó đẹp này. Đấy, nói chung là các bác mua một bộ này về mà anh em gia đình này. Đấy các bác sử dụng gia đình này. Rồi anh em thợ thuyền xài cho em bộ này thì quá ok luôn. Đấy. Cái chân của nó sẽ là chân lục giác nhá, chân 635. Về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay rồi là những cái con mà nó hỗ trợ cái chân lục giác này các bác lắp vào nó rất là ok này. Đấy, lắp vào vừa khít khít luôn nhá. Chân 635 chân lục giác ấy. Đấy và đây là những cái đầu vít của nó, cái đầu vít của nó có những cái khe kẽ này này để khi mà các bác xoáy con vít nó không bị trượt các bác nhá. Đấy, bình thường là các bác xài những con vít truyền thống ở nhà là đầu nó phẳng lì luôn, các bác xoáy rất hay bị trượt đầu vít như con này này. Đấy, nó thiết kế những cái khe rãnh này, các bác xoáy không bị lo trượt đầu vít nhá. Đó thì một cái bộ này gồm 7 mũi vít như này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi mà tội gì các bác không mua. Đấy, 2 4 6 7. Đấy, 7 đầu vít nha, nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bộ này các bác mua thị trường khoảng tầm 150.000 cho đến 200.000 bộ luôn. Mình em xả kho. Hàng là hàng ôm lô thanh lý nên giá nó rất là hạt rẻ. Đấy các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Bữa trước đang bán là hết hàng đấy. Không có hàng đều đâu ạ. Đấy, hàng thi thoảng nó về đâu ạ. Đấy, nên các bác bữa nào hôm nay các bác nào mà ưng thì chốt luôn này. Đấy, bộ mũi vít V7 nhá, sẽ gồm có là 7 đầu vít nha. Giá của nó sẽ là 60.000 một bộ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mã kìm chết của Filter này. Đấy, lâu lâu không quay bác sợ bác quên này. Đấy, con này thì giá cũng bình dân thôi, 80.000 một con này, giá quá hạt rẻ luôn. Các bác mua đâu một cái con hàng hãng của Filter này, hàng chuyên về đồ kim khí cho anh em sửa chữa đầu nghề này, rất nổi tiếng của Filter luôn. Đấy, hàng của Đức nha con nhá. Lên mã em sẽ cái con kìm chết Filter, con này thì giá bình dân 80.000 mã thôi. Nhà em chỉ có duy nhất một mã kìm chết thôi nhá. Đấy, vì con này bán rất là chạy và cũng như là hàng nó dùng rất tốt mà giá nó hợp lý nữa thì em bán chỉ có duy nhất một con này thôi. Đấy, nói chung em bán quá nhiều rồi không bác nào trêu này cả, dùng thích cực kỳ. Đấy, tay cầm đều bọc nhựa non này, chống trơn trượt. Đấy và lò xo thứ này, rồi chất thép, sử dụng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Đó, phần ngàm này. Đó, ok luôn. Phần lò xo lõi. Hàng cũng là hàng dạng 1 2 3 4 5, hàng dạng hàng 508 đấy. 508 là nhiều đấy chứ bình thường các bác đi thị trường nó chỉ có 3 đinh tán đấy thôi. Đấy, nó rất ít đinh tán nhưng con này nó sử dụng rất nhiều đinh tán thì nó gia cố nó sẽ chắc chắn hơn, các bác xài không lo nó bị gập gãy hay nhào cả, vấn đề gì cả, chắc chắn lắm. Đấy, đây hàng bọc rất chất lượng luôn. Đấy, ok rồi, 80.000 một con nhá, hàng của Filter. Đấy, các bác cứ gõ Filter thì có biết về cái độ nổi tiếng của công ty rồi, rất ok luôn, chuyên về đồ kim khí đồ nghề cho anh em sửa chữa thứ rồi, rất nổi tiếng các bác nhá. 80.000 một cây kìm chết nhá. Nên là em sẽ cây kìm chết hoặc là nhiều bác trong Nam hay gọi là cây kìm bấm đấy. Đó, 80k một cây. Bộ lục giác và bộ hoa thị của JT của USA thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy thì bên em đang có bộ lục giác này và một bộ đó là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào được báo nha. Và bên em đang bán đồng giá, báo giá bác luôn là 50k một bộ này. Đấy, báo giá bác luôn là 50.000 nhá. Hàng của JT USA nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, mở ra bác xem cái bộ hoa thị này. Xịn lắm, bộ này ok, bán rất là nhiều.
chất lượng, giá hợp lý. Đây, đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, lục giác và hoa thị giống nhau nhá, cũng đều 9 cây. Đây, bộ lục giác này cũng 9 cây luôn này. Đó, 9 cây. Còn đây là bộ hoa thị thì các bác lấy bộ nào báo cho em nhá. Mã này là mã hoa thị này. Nhớ giúp em là hoa thị nhá. Hoa thị hoặc là bông, đầu bông ấy. Đấy thì các bác nhiều bác hay gọi trong Nam hay gọi là đầu bông. Ở miền Bắc hay gọi là hoa thị. Đó, 50.000 một bộ thôi. Giá quá rẻ luôn, đầy đủ các cỡ về các bác xài từ 1.5, 2, 2.5, 4, 3 đấy, cho đến 10 luôn nhá, rất đầy đủ. Bộ này cũng thế luôn này. Đấy, bộ này là bộ đầu lục giác, đầu bi này. Còn bộ này là bộ hoa thị này. Đấy thì cứ bán đồng giá là 50.000 một bộ nhá. 50.000 một bộ, các bác lấy bộ nào cứ báo nhé. Đó, lục giác hoa thị bằng tiền nhau. Tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ sạc của iPhone thì đây, em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ sạc iPhone. Bộ sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Giá em báo luôn, 50.000 một bộ này. Đấy, hàng của Apple. Hàng Apple nhá, bộ sạc của iPhone 50.000 một bộ thôi. Giá rất là rẻ. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là một củ và đi kèm là một dây nhá. Đây, một củ sạc này. Đấy, một củ sạc nhá. Đó. Và đi kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Còn nếu mà các bác mà dùng máy Samsung ấy là không sạc ở đâu. Đấy, chỉ có chuyên dùng cho máy iPhone thôi. Đến lúc về các bác lại dùng máy Samsung, các bác mua về các bác bảo là cắm không vừa. Đấy thì em rất là áy náy. Đấy thì các bác nhớ giúp em là chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy iPhone. Các đời iPhone từ iPhone 5 trở lên là dùng ok. iPhone 5 cho đến iPhone 14 đang là mới nhất rồi. À, bộ sạc của iPhone nhá, 50.000 bộ này, bao gồm là một củ sạc và đi kèm là một dây nhá, 50.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy vít này, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái máy vít pin. Đấy, máy vít pin. Máy vít pin này thì giá bình dân thôi, 130.000 một cái máy này. Đấy, 130k một cái máy vít pin nha. Dùng cực kỳ thích luôn. Xài gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok. Con này là ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn này, mà thứ hai là nó chạy bằng pin nhá. Nó chạy pin thì khi mà hết pin các bác lại sạc vào các bác xài thôi. Và đi kèm thì bên nhà xuất thì sẽ có tặng kèm thêm các bác là hai cái đầu vít nha. Đấy, một bộ nó này, và đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc này nữa. Đó, một cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là cái nguồn chân USB. Nguồn về các bác cứ coi chân USB này, có cục sạc điện thoại 5V đấy, đó các bác cắm vào, sau đó các bác cắm vào đây. Đó là cắm sạc nó thôi. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng đầu vít nào các bác lắp vào đây. Đấy, vào các bác xoáy lên. Đấy, có phần đảo chiều nhá. Xoáy vào này, xoáy ra này. Đấy, mỗi lần bấm là có điện báo đầy đủ hết luôn. Con này cái mô men xoắn của nó cực kỳ khỏe. Đây em miết tay bác con này. Đấy, đây em đang bóp tay rất chặt này. Đấy, mô men xoắn khỏe lắm, dùng thích lắm, khỏe cực kỳ, xoáy rất ok. Đấy, các bác xoáy những cái đồ gia dụng các thứ này, xoáy rồi là rất nhiều thứ khác nhau. Đồ điện, đồ gia dụng, đồ gia đình này, anh em thợ thuyền xoáy ok, nhẹ nhàng tình cảm nhá. Mang đi mang lại rất là tiện rồi này. Xoáy gia đình rất là ok. 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là máy vít pin. Đấy, có đi kèm là hai mút vít, cả dây sạc các thứ luôn, là 130k một cái này. Tiếp lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái đèn học chống cận này. Đấy, đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng này rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 một chiếc đèn học chống cận nhá. Đó, 70k. Mà cái con này rất hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc rồi soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong trường hợp mà mất điện này nhá. Đấy, đây, mở cho bác coi hàng mới như hộp này. Đi kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này. Đó, về các bác mở nó ra. Đấy, nó có thể gấp gọn vào nhà và lúc nào dùng được các bác mở ra. Cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này. Đấy, cụp vào này. Đấy, tùy chỉnh nhá các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Đấy, cụp lên cụp xuống rất hay luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá. Bây giờ em sẽ bật đèn bác coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi. Các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút, cái biểu tượng này các bác bấm này. Đấy, nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1 2 3. 2 3. Đấy, nó sẽ có một cấp độ sáng này, 2 này, 3 này. Đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính nên là khi mà các bác sử dụng, các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn LED các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên
chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay nó bị đau mắt mà. Đấy, các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó. Và cái nút này đây này, đấy, cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá, đấy, các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các bác coi. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy thì về các bác dắt vào sau này. Đấy, ví dụ như lúc nào mà có bút biếng thứ ta. Đây, ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em. Thế là xong, ok nhá. Đấy, vào đây đèn này. Thao tác một chạm này, rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá. Vừa đủ để các bác thoải mái tâm làm việc luôn. Đấy, để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy, ngửa lên cụp xuống ngon này kìa, rất chắc chắn ok luôn. 70k nhá, lên mã duy em sẽ cái đèn học chống cận nhá, có tích điện coi nhá, có tích trữ điện, dùng trong trường hợp mà là mất điện mất đóm cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân hạt rẻ luôn mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng này. Lên mã cho em cái móc khóa hình con rồng. Đấy, năm nay năm con rồng mà, thì các bác mua cho em cái móc khóa hình con rồng về rất là ok luôn, may mắn rồi là mọi sự thuận lợi suôn sẻ này, rất đẹp luôn. Đấy, thiết kế là mạ vàng nhá, mạ vàng. Đấy, đây hình rồng rất đẹp luôn đó. Và đây có phần móc này, về các bác có thể móc đồ, móc chìa khóa rồi làm đồ sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn. Giá thì bình dân thôi, 25.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái móc khóa rồng nhá, móc khóa rồng. Đấy, hình con rồng này, về các bác dùng để móc khóa móc đồ thứ gì. 25k một cái thôi, 25k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc khóa rồng, 25.000 một cái nha. Mạ vàng rất là đẹp luôn, sáng choang luôn này. Đó, rất đẹp, chất lượng nhá. 25k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mèo cái miếng dán mèo, con mèo thần tài này. Đấy, miếng dán mèo thần tài. Hiện tại em sẽ bán theo một con này là 10.000 nhá. Đấy, 10.000. À xin lỗi bác là 5.000 thôi. Đấy, ví dụ về các bác có thể dán vào điện thoại này, này đây. Thì em đang dán điện thoại này, đấy, đem lại sự thuận lợi cho công việc này, đấy, làm ăn phát tài phát lộc nhá, đó, thì lên mã nha, em sẽ cái miếng dán mèo, miếng dán mèo thần tài, một miếng dán mèo thần tài nha, đang có giá là đi đây một miếng nha, đang có giá là chỉ có 5.000 thôi, đấy, cái này thì bán thêm cho bác để các bác có đồ các bác mua thêm, đấy, 5k miếng nhá, 5k một miếng, lên mã em sẽ cái miếng dán mèo thần tài nhá, 5k về các bác dán vào đồ vật. Đem lại sự may mắn này, làm ăn thuận lợi này. Đấy, tiền vào như nước luôn. À, về các bác có thể dán vào điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, vừa đẹp vừa nói chung là nó nhiều cái hay lắm ạ, nhiều hay lắm đó. Miếng dán mèo tài là 5.000 thôi nhá, còn móc khóa rồng đang gửi bác là 25k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ pin 3 chữ A này. Đấy, vỉ pin này về các bác lắp vào điều khiển các thứ này. Đấy, nó là dạng pin 3 chữ A nhá. Về thì nhiều bác cứ hỏi em là cho bác một vỉ pin. Đấy, cho bác một vỉ pin nhưng mà em không rõ là các bác dùng cái pin mà nó có mấy chữ A, thì các bác về các bác nhìn giúp em là cái pin mà nhà các bác đang xài nó có mấy chữ A là các bác xem là chuẩn luôn. Đấy, bình thường thì hiện tại em đang có hai cái mã pin tiểu là mã một mã là hai chữ A này. Đấy, hai chữ A là cái mã pin to đấy, còn cái mã pin nhỏ của nó sẽ là ba chữ A. Đấy, hoặc là các bác có thể phân biệt bằng màu, cái màu của cái pin to sẽ là màu vàng và cái pin nhỏ này sẽ là màu xanh thôi nhá, màu xanh. Thì hiện tại em đang bán là đồng giá một vỉ nha, là 30.000 nhá, 30.000 một vỉ là 4 viên pin đó. Thì cái pin này là trước là nhiều bác là đã mua sạc rồi và cũng rất nhiều bác hỏi là muốn mua thêm pin nhưng mà trước là nó chưa có hàng, thì đây đợt này nó về thêm hàng để gửi bác đây. Thì lên mã giúp em sẽ là cái vỉ sạc pin tiểu nhá. Đấy, lên mã nha, cái vỉ pin tiểu để các bác dùng để về sạc để mình dùng nhá. Thì cái pin này là hay của sản phẩm này là về là các bác có thể sạc được không nhá. Đấy, có thể sạc được luôn. Về các bác lắp vào cái bộ sạc nhà mình là các bác sạc thôi. Sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài. Đấy, khi mà hết thì các bác lại cho vào các bác sạc nhá. Đấy. Và nó rất là giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 30.000 một vỉ thôi. Đấy, 30.000 một cái vỉ pin tiểu nha, 30k nhá. Thì sẽ có hai mã pin là pin 2 chữ A và mã pin 3 chữ A nhá. 3 chữ A là pin nhỏ, còn 2 chữ A là pin to. Đó. Về các bác lắp vào sạc là các bác xài. Đấy, lắp vào thiết bị đồng hồ các thứ này, điều khiển này. Khi nào mà hết ý, thì các bác lại lôi ra. Đấy, các bác lắp vào cái bộ đốc sạc nhá.
và lúc nào mà đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài thôi. Đấy, bình thường là những cái dòng pin kia, pin bình thường ấy, đây ví dụ như là cái pin, ví dụ như những cái pin bình thường này các bác mua thị trường rất là nhiều này, những cái pin này thì các bác dùng hết là các bác bỏ luôn. Đấy, mà bỏ thứ nhất là rất là lãng phí, mà thứ hai là gây hủy hoại môi trường nhá. Thì các bác mua cho cái pin này về, đấy vừa thân thiện với môi trường nhá, mình dùng là mình có thể tái sử dụng được và nó được lâu ạ, được lâu. Và thứ hai là tiết kiệm ạ, tiết kiệm đó. Thì một vỉ này chỉ có 30.000 thôi mà 4 viên luôn và có thể sạc được nhiều lần các bác nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lắp vào cái đốc sạc các bác xài. Cái sạc này chắc này em nghĩ là nhiều, rất nhiều bác mua bên em rồi, nhưng mà bữa trước là nhiều bác hỏi là không có pin lẻ. Thì đây, đợt này về cái lô pin lẻ này là các bác tranh thủ chốt luôn, chốt đơn nhanh luôn nhá. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ nhá. Pin 2 chữ A và pin 3 chữ A. Thì các bác lấy mã nào được báo nha, pin xanh hoặc là pin vàng. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ 4 viên. Một số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn. Đó thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn của Kaboshi. Em báo giá luôn. Cái cây kéo cắt tôn hiện tại em gửi bác giá sẽ là đi 160.000 một cây nhá, 160.000 một cái cây kéo cắt tôn của Kaboshi này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn. Đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ này. Rồi cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt. Và nó có cái lò xo trợ lực này, các bác bóp vào, còn khi mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn các bác nhá. Đây, cắt thử bác coi này, con này cắt thì siêu ngọt luôn, coi nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá coi nhá, chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó cứng này, các bác còn dễ cắt nữa. Đây này, em đang cắt giấy này. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Đó, đây, lưỡi thì siêu sắc bén. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, mà các bác đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Kaboshi nhá, 160.000 một cây. Đấy, 160.000 một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước, kìm cắt ống nước nhá, về các bác thợ thuyền anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước niếc các thứ rồi. Bình thường là các bác cứ phải dùng cưa dùng kéo thứ, các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây các bác bấm cho em này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bạn. Đấy, cắt nó rất là mịn. Đây nha, em sẽ cắt cho bác coi. Đấy, đi đây các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba via bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó bị cái ba via các bác phải đi mài miếc và làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công, mất thời gian. Các bác mua này, con này cắt rất là ngon, ngọt, dễ cắt nhá. Mà nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình là anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về. Tức là các bác cứ cắt làm sao mà các bác cắt là cứ ống, cái cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42, 27, 21 các thứ, 34 là các bác dùng con này chém chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình điện dân dụng mà các bác xài cho em, con này là quá hợp lý rồi. Đó. 100.000 một cây nhá. Lên mã cho em xem cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá. Kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100.000 một cây. Bộ lấy ốc gãy này. Đấy, bộ lấy ốc gãy 5 mũi này cũng của Kaboshi. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ốc gãy nhá. Giá nó thì bình dân thôi. 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài cho bộ này. Đấy, về các bác có những con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi, các bác không thể làm gì được. Để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho em một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào. Đấy thì nó tạo cái cơ chế hoạt động của nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Kaboshi, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi thôi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30.000 thôi. 30.000 đây, ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này. Đấy thì các bác sẽ khoan ra một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy cái con này ra. Đấy thì nó theo cơ chế gen ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá.
bộ lấu gãy 5 mũi nhá, 5 mũi to nhỏ 30.000 một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em đang gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nói chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây.
Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chuông này, vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa. Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn cái con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không. Đây, nó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dặn gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính. Và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy nhá, rất ok luôn. Đấy, 90 ngàn một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả một, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả một cũng được. 1 quả một thì bên em đang bán giá sẽ là 5 ngàn một quả. Đấy, 5 ngàn một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả một thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10 ngàn cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha, 2, 4, 5, 5 quả nha, là 10 ngàn. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10 ngàn. Còn các bác lấy lẻ một quả là 5 ngàn nha. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn. Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này,
đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó, giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một kiểu ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50 cao nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào mà muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này
thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhè các nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi,
không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, con thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90 ngàn một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các bác nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó phải siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.